Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, trong chuyến công tác đến các thành phố có người Việt cư ngụ, Vũ Nhân đã tiếp xúc với quý đồng hương, quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, với ban đại diện cộng đồng người Việt, với quý vị lãnh đạo tinh thần, quý tôn giáo. Thưa quý vị, có đi đến với cộng đồng mới thấy được tấm lòng của cộng đồng của quý vị dành cho nhạc sĩ Trúc Hồ, cô Diệu Quyên cùng các anh chị em trong đài truyền hình SBTN. Thật là cảm động với tình cảm thân thương của quý vị khán thính giả của đài truyền hình SBTN và quý đồng hương ở khắp nơi. Hôm nay, Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ cảm nghĩ của quý đồng hương của chúng ta tại tiểu bang. Thưa ông tổng thư ký, ông xin ông cho biết cái cảm tưởng của ông như thế nào khi nhạc sĩ Trúc Hồ và cô Diệu Quyên trong chuyến công tác của đài truyền hình SBTN đến Hawaii và gặp cộng đồng ở đây. Dạ thưa ông. Chào anh Nhân và chào quý vị thính giả của đài truyền hình SBTN. Thì cái cảm tưởng đầu tiên là rất là ngạc nhiên khi biết được anh Trúc Hồ qua, tại vì anh chị Trúc Hồ qua rất là sự ngạc nhiên, nhưng mà xen lẫn với vấn đề là rất là vui mừng, tại vì cộng đồng Việt Nam tự do tại Hawaii rất là ngưỡng mộ cái tinh thần tranh đấu cho nhân quyền của anh chị Trúc Hồ. Và qua những cái bài hát mới nhất của anh thì làm rung động không riêng gì mà đồng bào tại hải ngoại, mà ngay cả đồng bào trong nước. Thì cái chương trình của cộng đồng Việt Nam tự do qua hai đợt vừa rồi là cái chương trình họp tất niên với lại cái chương trình chợ Tết. Chúng tôi đều cho trình diễn bài Triệu Con Tim Một Tiếng Nói, làm rung động mọi con tim của đồng bào ở tại Hawaii, rất là cảm động. Dạ thưa ông, được biết là cộng đồng người Việt tại tiểu bang Hawaii có nhà ý mời đài truyền hình SBTN và Trung tâm Asia tới làm một cái chương trình hội ngộ khán giả của đài truyền hình SBTN tại tiểu bang Hawaii. Thưa ông thấy như thế nào về vấn đề này? Chúng tôi rất là cảm ơn và hân hạnh là sẽ được một cái vinh dự một ngày nào đó được đài truyền hình SBTN đến Hawaii để phục vụ đồng bào tại đây. Tôi rất vui mừng được gặp lại Trúc Hồ và gặp cái đài SBTN được để SBTN phỏng vấn. Và tôi cũng xin đài SBTN ủng hộ cộng đồng người Việt, cộng đồng Việt Nam Hawaii, ủng hộ những cái công tác của chúng tôi sắp làm. Là tôi qua đến đây ở là trong thời gian cũng khoảng 11 năm rồi. Gặp bữa nay cũng là rất là hân hạnh, vì là lâu nay cũng chưa có, nghĩa là như vậy, tôi ở 11 năm nay cũng chưa có vấn đề là có ai đến mà để nghĩa là thăm viếng nghĩa là Hawaii này mà. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thưa quý vị, trong thời gian tới, Vũ Nhân sẽ đi đến nhiều nơi, nhiều tiểu bang có cộng đồng của chúng ta, để không phụ lòng thương mến của quý vị dành cho đài truyền hình SBTN và được lắng nghe những ý kiến của quý vị. Kính mong quý vị đón xem chương trình phát hình kỳ tới, Vũ Nhân sẽ gửi đến quý vị những sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại tiểu bang Hawaii.